À, xin chào tất cả các bạn. Video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đặt mật khẩu khởi động cho trình duyệt Firefox. Thì khi sử dụng chúng ta sử dụng trình duyệt đó, chúng ta có rất là nhiều thứ ở trên trình duyệt, chẳng hạn như là chúng ta lưu mật khẩu của các cái website, hoặc là chúng ta đăng nhập vào các cái website hoặc là Facebook, YouTube, các cái trang mạng xã hội vân vân để chúng ta sử dụng. Khi mà người khác cũng sử dụng cái trình duyệt đó thì cái trình duyệt nó có chức năng là lưu mật khẩu, đúng không? Nó lưu lại mật khẩu mà chúng ta đã đăng nhập vào cái trang web, lần sau chúng ta không cần phải đăng nhập nữa. Thì khi mà người khác sử dụng chung trình duyệt với các bạn đó, có thể là người ta sẽ gây ảnh hưởng đến cái sự riêng tư của các bạn ha. Hoặc là gây ảnh hưởng đến công việc của các bạn. Ví dụ các bạn là web developer, chúng ta đang làm cái trang web dở dang, chúng ta đang test thử trên trình duyệt, thì nếu mà chúng ta cho bạn của chúng ta hoặc là cái đứa nhỏ đó nó vô thì có thể nó sẽ phá cái công việc của chúng ta đang làm. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt mật khẩu cho trình duyệt Firefox. Khi mà chúng ta khởi động nó lên thì chúng ta nhập đúng mật khẩu vào thì nó mới khởi động, còn không thì nó sẽ không bao giờ khởi động được hết. Thì cách làm như sau ha. Chúng ta sẽ chọn vào cái menu ở đây, và chúng ta chọn vào cái phần add-on. Chúng ta sẽ cài đặt thêm cho nó một cái add-on nữa. Chúng ta chọn vào phần add-on này, và chúng ta sẽ nhập vào cái nút cái ô tìm kiếm ở đây. Chúng ta nhập vào cái tên của cái add-on là Startup Master. Rồi. Ở đây chúng ta đây là cái on Startup Master, nên nó có biểu tượng là một cái hình, là một cái chìa khóa ha. Chúng ta chọn install để cài đặt vào. Rồi sau khi cài đặt xong, nó sẽ hỏi chúng ta là chúng ta có muốn đặt một cái password không, thì chúng ta chọn ok để chúng ta đặt password mới cho nó. Thì ở đây mình gõ password của mình vào, và chúng ta gõ luôn cái ở dưới để nó kiểm tra lại password nó phải khớp nhau, tránh trường hợp các bạn gõ sai. Rồi ok. Rồi ở đây nó thông báo là chúng ta đã đặt password thành công rồi. Tiếp theo là nó hỏi chúng ta là chúng ta có muốn thoát Firefox không. Nếu mà trong trường hợp mà nó hỏi chúng ta nhập mật khẩu đó, nếu chúng ta nhập sai hoặc là nhấn cancel thì nó phải thoát Firefox đi. Thì ở đây mình chọn ok ha. Rồi bây giờ mình thử tắt trình duyệt Firefox đi, và mình mở lên lại. Đó, lúc này các bạn thấy nó sẽ có một cái hộp thoại yêu cầu chúng ta nhập password qua. Giả sử mình không biết password, mình nhập vào một cái gì đó, mình chọn ok thì nó sẽ hỏi lại lần nữa ha. Còn cancel thì nó sẽ thoát luôn, nó không có mở trình duyệt lên. Rồi bây giờ mình mở lại, mình nhập mật khẩu đúng không? Thì nó sẽ mở trình duyệt lên ha. Thì thông thường trên máy tính của mình sẽ sử dụng hai cái trình duyệt web. Có thể là Firefox với lại Chrome, hoặc là Firefox với lại Opera. Thì cái trình duyệt Firefox là dành riêng cho mình sử dụng. Còn cái trình duyệt khác như là Chrome hoặc là Opera thì những người khách mà người ta mượn cái máy tính của mình đó, người ta có thể sử dụng cái trình duyệt đó để không gây ảnh hưởng đến quyền riêng tư của chúng ta. Rồi, trong trường hợp các bạn muốn đổi cái password đó thì chúng ta sẽ chọn vào cái menu, chúng ta mở trình duyệt lên, chọn vào menu và chúng ta chọn vào cái phần add-on. Mỗi cái add-on chúng ta cài vào nó đều cho phép chúng ta quản lý hết ở cái phần extension này. Đây là các add-on mình đã cài vào, và nó có option nè. Đây là cái add-on Startup Manager chúng ta vừa mới cài để chúng ta đặt password này. Bây giờ chúng ta chọn vào phần option, thì ở đây nó cho phép chúng ta đổi password hoặc là gỡ bỏ password đi. Ngoài ra nó còn cho phép chúng ta là disable, là chúng ta sẽ không sử dụng cái add-on này nữa, hoặc là remove, gỡ bỏ nó khỏi trình duyệt Firefox luôn. Thì nếu các bạn muốn đổi password thì các bạn sẽ vào cái nhấn vào cái nút change password, và chúng ta nhập password cũ, sau đó chúng ta nhập password mới lại thôi. Hoặc là chúng ta muốn gỡ bỏ thì chúng ta sẽ chọn remove. Nó sẽ yêu cầu chúng ta là nhập password đúng vào và nó mới cho phép remove, để tránh trường hợp cái người nào đó chúng ta đang sử dụng thì một người nào đó người ta vào người ta chọn remove mất cái add-on này ha. Đó, khi chúng ta chỉ có cái người biết mật khẩu thì người đó mới gỡ bỏ cái add-on này ra được khỏi trình duyệt Firefox thôi. Thì ở đây mình
để đây mình sử dụng luôn, cho nên mình sẽ tắt nó đi. Đó thì hy vọng cái mẹo này sẽ giúp cho các bạn nhiều hơn trong công việc của các bạn ha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video.